Và sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, thủy thủ bắn chết hai nhân viên quốc phòng tại Hải quân Công xưởng ở Hawaii rồi tự sát. Sự việc xảy ra ở Hải quân Công xưởng Pearl Harbor vào lúc 2 giờ 30 phút chiều thứ Tư, 4, 4 tháng 12 giờ địa phương, Căn cứ hỗn hợp Pearl Harbor Hickam, một trong những căn cứ chính của Hải quân Mỹ và là nơi hải quân công xưởng tọa lạc đã xác nhận sự việc, nhưng không cho biết nguyên nhân cũng như không cho biết danh tính thủy thủ đã nổ súng và các nạn nhân. Căn cứ này đã mở cửa trở lại sau khi bị phong tỏa lúc xảy ra vụ nổ súng. Hải quân công xưởng này có nhiệm vụ sửa chữa, bảo trì và hiện đại hóa tàu chiến và tàu ngầm của hạm đội Thái Bình Dương, có tổng hành dinh tại Pearl Harbor. Đây cũng là bến nhà của 10 khu vực trục hạm và 15 tàu ngầm. Thống đốc Hawaii David E. Echo cho biết tòa Bạch Ốc có liên lạc với ông và nói các cơ quan liên bang cũng như tiểu bang sẵn sàng giúp đỡ nếu cần. Một phát ngôn viên tòa Bạch Ốc nói vụ nổ súng này cũng được báo cáo cho Tổng thống Donald Trump. Công xưởng này tọa lạc đối diện với đài tưởng niệm Pearl Harbor. Tại nơi đây, vào thứ Bảy sẽ có một vụ buổi lễ đánh dấu vụ tấn công của quân đội Nhật cách đây 78 năm, mở đầu cho việc Hoa Kỳ tham dự Thế chiến thứ hai. Trong ngày 7 tháng 12, 1941, hơn 2.300 người Mỹ đã thiệt mạng khi quân Nhật tấn công. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cảnh báo đối tác về rủi ro từ những mạng 5G của Huawei trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Augusto Santos Silva tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha, ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo cho biết trong vài năm qua Washington đã tìm cách bảo đảm các đồng minh trên khắp thế giới nhận ra nguy cơ từ việc làm ăn với các doanh nghiệp như Huawei. Khi được hỏi về dự, can dự của Huawei tại Bồ Đào Nha, ông Pompeo nói: "Nhiệm vụ của Hoa Kỳ là chia sẻ những điều chúng tôi biết, điều chúng tôi hiểu." và sau đó là các suy nghĩ của Hoa Kỳ về quyết định mà chúng tôi sẽ phải đưa ra theo CNN hiện nay các doanh nghiệp Trung Quốc đã nắm giữ lượng vốn đầu tư đáng kể trong các lĩnh vực chủ chốt ở Bồ Đào Nha và các nhà điều hành viễn thông đang hợp tác với Huawei để triển khai các mạng 5G tại quốc gia châu Âu này trong khi đó thì Trung Quốc triệu tập viên chức Hoa Kỳ Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào thứ tư đã triệu tập cố vấn William Klein của Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Bắc Kinh để phản đối dự luật về người Uyghurs. Phụ tá Ngoại trưởng Tần Cương đã đưa ra những phản đối mạnh mẽ với ông Klein và kêu gọi Hoa Kỳ dừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc. Trước đó vào thứ Ba, Hạ viện đã thông qua dự luật Sự can thiệp với người Uyghurs 2019 cho phép Washington xác định và trừng phạt các viên chức bị xem là liên quan đến việc giam khoảng 1 triệu người Uyghurs và người thiểu số Hồi giáo trong các trại cải tạo chính trị ở Tân Cương. Dự luật cũng sẽ thắt chặt kiểm soát xuất cản công nghệ Hoa Kỳ cho Trung Quốc, bao gồm những thiết bị có thể được sử dụng để đàn áp quyền riêng tư, tự do di chuyển và các quyền con người cơ bản khác. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích dự luật, nói rằng hành động của Hạ viện Hoa Kỳ đã tấn công vào chính sách Tân Cương của chính phủ Trung Quốc. Bắc Kinh khuyến cáo Hoa Kỳ sẽ phải trả giá, nhưng không nói rõ họ sẽ có biện pháp gì. Vẫn tin Hoa Kỳ thưa quý vị, Iran bất ngờ dịu giọng với Hoa Kỳ. Tổng thống Iran Hassan Rouhani vào thứ Tư cho biết vẫn sẵn sàng đàm phán hạt nhân nếu Hoa Kỳ từ bỏ các lệnh trừng phạt trái pháp luật. Nếu họ xóa bỏ các lệnh trừng phạt, chúng tôi sẵn sàng nói chuyện và đàm phán, ngay cả ở mức độ nguyên thủ các nước P5 plus 1. Tổng thống Iran Hassan Rouhani nói trong bài diễn văn được chiếu trực tiếp trên đài truyền hình Iran. Nhóm P5 Plus One bao gồm Hoa Kỳ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức. Tổng thống Iran cho biết các lệnh trừng phạt của Washington rất tàn nhẫn và họ không còn cách nào khác ngoài việc chống lại. Tổng thống Rouhani nói thêm, nước Cộng hòa Hồi giáo này cũng chưa từng đóng cửa với các cuộc đàm phán. Tổng thống Iran khẳng định, Tôi nói với đất nước Iran rằng bất cứ khi nào Hoa Kỳ chuẩn bị dỡ bỏ các lệnh trừng phạt sai trái, tàn nhẫn và bất hợp pháp thì ngay lập tức những người đứng đầu các nước P5 Plus One có thể gặp nhau và chúng tôi không có ý kiến gì. Tuyên bố của Tổng thống Iran được xem là hành động nhượng bộ, sau khi giáo chủ tối cao Ayatollah Ali Khamenei cương quyết không bãi bỏ lệnh cấm đàm phán với kẻ thù Hoa Kỳ vào hồi tháng trước. Phụ nữ Chile biểu diễn vũ điệu chống bạo lực giới tính Tại Santiago, ngày 4 tháng 12, Hàng ngàn phụ nữ Chile trung niên và cao tuổi đã tham gia vào điệu nhảy Unviolator and Tu Camino, tạm dịch là một kẻ hiếp dâm theo cách của bạn. Được thiết kế ở Chile và lan rộng trên toàn thế giới như một công cụ mạnh mẽ của biểu hiện nữ quyền chống lại sự lạm dụng giới mà phụ nữ phải chịu trong một hệ thống gia trưởng. Được tổ chức bởi nhóm phụ nữ Las Stesis Senior tại Cổng của Sân vận động quốc gia nằm ở phía đông quận Nonoa của thành phố Santiago. Những người biểu tình đến từ tất cả các khu vực của thủ đô, mặc đồ đen và đeo khăn tay màu đỏ và bịt mắt. Vũ đạo đã lan truyền vào ngày 25 tháng 11, sau khi một nhóm phụ nữ bịt mắt đen che mắt biểu diễn điệu nhảy trước tòa Palacio de la Moneda của Santiago, trụ sở của Chủ tịch nước, để đánh dấu ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ. Kể từ đó thì phong trào đã lan rộng khắp đất nước. Gấu trúc sinh đôi ở Berlin đón Giáng sinh đầu tiên Những chú gấu trúc sinh đôi 3 tháng tuổi của Berlin đang tận hưởng mùa lễ hội đầu tiên của chúng tại vườn thú Berlin. Sinh ra vào đầu tháng 9, những con gấu trúc đang lớn lên mạnh mẽ trong chiếc củi bảo vệ. Hiện thì cả hai đang học cách tự nâng mình bằng hai chân trước và sắp học cách đi bộ. Theo sở thú ở Berlin, Cặp song sinh hiện nặng khoảng 5kg tương đương với 11 pounds và đang phát triển với tốc độ tốt. Gấu trúc mẹ khổng lồ men men đã sinh ra cặp song sinh trong năm nay. Do gấu trúc thường chỉ nuôi con, mỗi một con mỗi lần, vườn thú đang tích cực hỗ trợ mạnh mạnh 6 tuổi để giữ cả hai con và đã nhờ các chuyên gia từ cơ sở nghiên cứu giống gấu trúc khổng lồ thành đô của Trung Cộng giúp đỡ. Được biết, Trung Cộng từ lâu đã có chính sách ngoại giao gấu trúc Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình đã chào đón Mạnh Mạnh và Giao King đến sở thú Berlin tại một buổi lễ vào năm 2017 như là một phần của chương trình này. Một lần nữa kính mong quý vị đừng rời khỏi làn sóng của đài CBN. Ngọc Quỳnh sẽ quay trở lại tiếp tục với tin Việt Nam. Cảm ơn quý vị.